Vô. Ấy ra đó, sắp ra, dán lên. Sắp rồi, sắp rồi. Đó, keo kìa, thấy keo chưa? Cái gì gạch keo không? Ôi. Đó, keo từ từ. Các bạn thấy như vậy là các bạn biết Vũ sẽ làm về video gì đúng không các bạn? Thì cái video ngày hôm nay cũng giống rất là nhiều khách hàng yêu cầu thì Vũ sẽ mổ cái con này ra để cho mọi người cùng tham khảo. Nhưng mà đánh giá tổng quan về cái con Boss 1 Pro mới này thì nó tương đối là khó mở các bạn. Vì hầu như các bạn nhìn xung quanh tất cả thì ấu, ốc vít, mọi thứ là nó đã đều được giấu hết rồi. Nên về góc độ đánh giá thì chúng ta phải kết cấu bên trong thì chúng ta nên sẽ phải mở cái lưới này trước. Sau đó luôn cả cái mặt bo mạch phía sau như thế này là hầu như cũng sẽ không có ốc ở phía sau hay mọi thứ. Tập trung là chúng ta phải mở cái lưới này ra. Sau đó nó sẽ có một vệt ốc và chúng ta sẽ mở nguyên một cái mảng bo ra luôn các bạn ha. Sau đó là cái phần bo mạch phía sau bên trong á, thì Vũ đánh giá là nó sẽ là bắt vít từ bên trong và muốn lấy ra chúng ta phải xả vít từ bên trong thì chúng ta mới lấy nó ra được. Đấy. Thì cái đó là cái đánh giá ban đầu của Vũ, còn cách mở sao thì cũng chưa biết được. Tại ra Vũ cũng lần đầu Vũ đụng thôi. Trong video này thì nó sẽ hơi khó khăn nhưng mà Vũ sẽ cùng mọi người tìm hiểu để chúng ta mở con này ra xem cái kết cấu cũng như cái nội thất bên trong cái con này nó chỉnh chu như thế nào và nó kết cấu ra sao để cho những khách hàng, những anh em mà đam mê chúng ta có thể biết hơn và chúng ta có thể học hỏi điều gì đó trong những cái video của Từ Thiên Vũ. Ok. Rồi. Ok, cái video này thì sau khi mà Vũ mở ra thì Vũ dùng cái này các bạn để gỡ cái con vít này ra nhưng mà rất là cứng. Thì Duy có phía dưới á, nó có hai mặt chân này. Đấy. Thì khi mà kiểm tra lại á, thì nó có hai con vít này. Thì nó sử dụng tất cả một hệ thống này là ốc sao, chỉ trừ pin là sử dụng ke thôi. Đó các bạn. Thì bây giờ thì Vũ sẽ cùng Duy mở cái con này ra thử coi lấy ra được cái lưới hay không. Cái lưới này các bạn nhìn xung quanh. Nó liền lạc, nó không có bất kỳ một con ốc nào được cả. Đấy, nó rất là khó lấy nha các bạn. Thì theo Vũ nghĩ Vũ bán bao nhiêu, Vũ nghĩ cái ngàm này các bạn là mình phải gịch nó ra sau đó mình đưa ra. Tại vì thường bô với lại một phần đây là con mới nên là cái keo nó rất là chắc. Nên mở ra là đảm bảo chắc chắn các bạn luôn là nó phải bị chày nước sơn của mặt lưới nè, là cái thứ nhất nè. Rồi nó sẽ bị vên một tí xíu về mặt lưới nè. Nhưng mà video mình mang tính chất là mở cho mọi người thì Vũ sẽ không ngại về vấn đề giá trị con này. Và con này Vũ mua là cũng để nghiên cứu cũng như là để cho khách hàng nghe thử cũng như là nghe demo mà. Nên Vũ muốn trải nghiệm hết. Vũ sẽ cùng Duy để hỗ trợ các bạn cùng xem video này. Thì đầu tiên Vũ sẽ mở hai con này cho mọi người cùng xem coi là có lấy ra được hay không. Rồi, đây là một con. Cái con này nè các bạn, là cái chân cao su của nó đây, cái keo của nó nè mọi người. Đấy. Cái cao su rất là xịn. Đấy. Để coi mình có lấy ra được không. Rồi. Ok, sau khi là mình đã mở hai con ốc rồi. Duy ngồi luôn đi Duy, cho nó đỡ mỗi chân. Rồi, mình sẽ cùng Duy móc ra, móc này ra thử coi. Đấy. Cái này đồ nghề này cũng vô tình là nó cũng rất là vô khớp. Đấy. Đấy, ngược ấy. Rồi, ok, móc ra. Rồi rồi. Kéo ra coi gì. Nhẹ nhẹ từ từ thôi. Được không? Được không? Không. Không hả? Rồi thẳng nó giật ngược nó coi. Được không? Không luôn. Rất là cứng nha các bạn. Nói chung là con mới này cái keo nó kinh khủng lắm các bạn ơi. Vũ tìm cách, Vũ và Duy sẽ phải tìm cách để đưa nó. Đấy, các bạn khi mà Vũ đưa cái con này là cái con khui chai nè, mở rộng cái con này để có độ bám vào cái lỗ này. Và cái cây này nó cũng giúp cho cái lực mình kéo nữa, nhưng mà có vẻ là nó khá là cứng các bạn. Rất là cứng nha mọi người. Và đến nỗi là nó bị loang cả luôn cái này các bạn. Để Vũ có thể mở ánh sáng soi thêm. Nói chung là mở cái lo này là cả một quá trình nữa các bạn. Nó không đơn giản các bạn ơi. Rồi con lo này chúng ta bắt buộc là chúng ta phải căng mặt lưới ra. Chắc chắn. Còn cái con ốc này là nó giữ cái ngàm dưới thôi nha Duy. Ốc này là giữ cái mặt nền của driver lo á, mặt nhựa cao su ở dưới thôi. Còn cái lưới này nó hoàn toàn là không có bị một con ốc nào cả, mà nó chỉ là phải gỡ kéo ra được hướng này. Bây giờ phần cần phải mình cần phải nại Duy ơi. Đấy.
Đấy. Hai con này là chịu ở trong cái phần driver của củ bát đó các bạn. Rồi, lấy một con vít dẹp nào đó mình nại xem. Video này khá cam go nha. Cam go hơn con bốt một kia. Thậm chí các bạn thấy không? Mình đã khuấy sâu như thế này luôn, cái lực kéo các bạn biết là rất là mạnh rồi. Nhưng mà nó vẫn chưa ra được. Nó toe cái lỗ luôn các bạn. Mai là dụng cụ này là có lực chịu lắm rồi, nhưng mà nó rất là cứng. Chưa, kiếm gì kê để tránh chạy cái nhựa. Bó quá rồi. Giờ mình sẽ tìm một cái lỗ khác để mình cho vào đây. Nãy Vũ có mở cái lỗ này. Rồi chà. Đi nhiệm vụ. Không được luôn. Từ lưới luôn. À, từ lưới nha các bạn. Rất là cứng các bạn ơi. Lưới bị kéo lên luôn. Các bạn, cong luôn rồi. Không cách nào mình lấy ra được. Wow. Thật sự nó rất là phê mọi người. Cứng quá. Vũ đang hy sinh hết 3 lỗ mặt lưới rồi, chấp nhận. Thử mở pin ra coi. Pin thì chắc chắn là nó nằm ở khu vực này thì mình nghĩ. Ở dưới sợ nó không có gì. Rồi, đây mình mở pin ra. Pin thì nó nằm ở khu vực này, chắc chắn là nó sẽ không có kia rồi. Không, không lấy ra được. Con pin này nè mọi người, đối với phiên bản 41 Pro mới á, là cái phần điểm pin nó rất là yếu các bạn. Đấy, phần điểm pin á, những khách hàng nào đang xài mà bị mất nguồn á, trước khi đem đi gửi bảo hành thì lưu ý cho Vũ là Vũ đã gặp trường hợp rồi. Là trước khi mà đem đi bảo hành thì chúng ta phải cái phần cao su nữa các bạn, nó bị thấp hơn phần đệm này nè, chạm vào pin nên nó xảy ra trường hợp là pin nó bị không có khớp với lại cái mặt tiếp xúc nên nó sẽ bị mất nguồn. Vũ đã xảy ra trường hợp này rồi và đang sử dụng tự nhiên nha, bình thường nha. Thì để mà nếu mà bị mất nguồn các bạn hãy kiểm tra lại phần pin và chúng ta nên chim một cái mút cao su hay là một miếng giấy nào đó để kiếm cho cái phần mà cái mặt tiếp xúc này nè nó bám sát vào con 41 Pro mới này. Thì con phiên bản cũ thì nó sẽ không vấn đề xảy ra, nhưng mà con phiên bản mới này lại có vấn đề đó. Đấy, thì góp ý mọi người thì trường hợp đó chúng ta sẽ kiểm tra phần này trước khi gọi đến bảo hành. Đấy. Rồi, nói chung là căng đó các bạn ạ. Con này không biết mở như thế nào đây. Thật sự là không có thế mở luôn. Không có thế mở. Còn những cái cụm này thế nào cũng sẽ có ốc vít nè. Nó sẽ giữ cái mặt này nè. Mặt bo nè. Đây nè. Nó sẽ giữ phần nền với là cái mặt này cũng vậy nè. Nó sẽ giữ được phần nền. Ở đây sẽ có ốc vít hết. Những cái chỗ mà cao su như này là có ốc vít hết. Bây giờ phần lấy lưới ra là phần khó nhất. Rồi. Hay nhét cái lỗ này ra xong rồi mình kéo. Thử thử đi. Rồi đi. Đó. Đưa rồi, nhét rồi. Hồi nãy kéo lên giờ mình kéo ngược vào đây. Rồi. Cô bạn thảo quan á. Có phần di chuyển các bạn, nhưng mà nó tương đối là cứng. Đó. Khá là này. Tại vì con này á nó giống như F1812, khi mà mở ra rồi nó sẽ không được đẹp giống như con kia nữa. Tại vì nó phải giật lên tí xíu, nó có một cái ngàm khớp đó, mọi người. Đấy, nó ra mọi người thấy không? Nó đang bị bám vào. Tức là phải kéo lên xíu, hướng xéo xíu, đúng rồi, hướng đó là gì? Xéo lên xíu, đúng rồi. Khá là mạnh tay. Ok. Từ từ, rồi, lấy thêm lỗ này đi, để nó còn dính keo á. Hy sinh 3 lỗ. Đấy, các bạn thấy 3 lỗ nó đã bị toát cái lỗ các bạn. Nó rất là cứng. Cái này thì mình không biết hãng sẽ làm như cách nào, nhưng mà theo Vũ không có cách nào để lấy cả. Vô. Ấy, ra đó, sắp ra, dán lên. Sắp rồi, có keo kìa, thấy keo chưa? Cái gì gạch keo không? Ôi. Từ từ, keo đúng rồi đó. Rồi từ từ di chuyển qua giữa, ra giữa. Ở đây nó đã bung được keo rồi, bên đây chưa keo, di chuyển ra giữa. Rồi cứ hướng đó nha, cứ hướng đó, 45 độ. Dứt. Lên. Rồi, chuyển xuống dưới. Từ từ dưới. Mọi người vào đợi Vũ xíu, Vũ sẽ có cái cách này.
Đây, lấy miếng này để kê để tránh bị chạy lo cái phần nhựa, phần nhựa. Kéo không, kéo này, không kéo này. Cứ kéo đi. Từ từ nha. Dịnh. Rồi, sắp ra rồi. Sắp ra rồi mọi người. Chết rồi. Nó vẫn bị chạy, nó vẫn bị móp nhựa các bạn. Vẫn bị móp. Nếu mà đòn bẩy thì nếu mà sử dụng đòn bẩy là rồi, đừng chạy bẩy nữa, kéo thôi. Kéo rồi. Dọc. Nói không? Từ từ. Từ từ xuống dưới đi. Ở trên nó hở rồi. Trên hở rồi dưới. Rồi, như vậy là xác định luôn mình đã bay bay màu ba cái lỗ của cái mặt e căng rồi. Anh ấy, mà anh ấy. Kéo đừng có chạm nó. Ừ rồi, dứt. Các bạn thấy nó rất là cứng nha các bạn. Kinh hồn. Cái nó đi đi. Cái phần này sắp ra nè. Lỗ này ở đâu rồi? Đây 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 đây. Đây đúng, ừ, đúng rồi. Rồi, mạnh luôn. Con này ra trước. Rồi. Ra luôn. Thôi để vậy đi. À, không Duy ơi. Con này nó không phải là bật vô như con F182. Nó chỉ kéo thẳng ra thôi. Và nó rất là bót. Đây. Thôi kéo dưới đi. Rồi. Rồi như vậy là không phải kéo xéo như vậy nữa. Như vậy không phải kéo xéo. À đúng rồi. Kéo thẳng ra. Được, thẳng ra luôn. Vô. Sắp ra rồi. Rất hành nặng. Sắp ra. Rồi, từ từ, vô giữa, vô giữa đi, vô giữa. Lực này nó bót quá. Rồi, sắp ra rồi. Rồi đây nó kê rồi đó, giờ còn cái này thôi. Cái này kê ra là nó sẽ bung. Cái keo mới các bạn, đồ mới nó rất là chắc nha các bạn. Nó ép luôn các bạn ạ. À. Giống như nó bán nó xác định là không mở vậy đó. Từ từ, từ từ, từ. Ý mệt xíu, đau quá. Nè, cái này còn miếng nữa xong rồi. Bung rồi, cái này cái phần này là vô rồi nè. Nó bây giờ nó chỉ còn phần này thôi. Rồi, lấy luôn đi. Trời ơi. Bây giờ. Chưa. Quá sao này. Này bị chúng ta đã bị bay màu ba lỗ rồi. Quá cứng. Ra. Thật ra được. Đấy. Thật ra Vũ vẫn sợ bị chày mọi người. Thật ra dù sao cũng là một cái loa mà khách hàng đến xem nữa mọi người. Nên mình cũng phải. Đây, nó ra đây. Có cây gì nào nhỏ không Duy? Cây nhọn nào cứng á, nó không bị gãy á. Đây các bạn, bạn có thể quay cận cảnh nè. Đây cái viền này ra hết rồi nè. Nó sẽ kéo thẳng ra. Nhưng mà có những cái ron trong bên trong này cộng với một lớp keo của nó nên nó khá là chắc. Và cái đoạn như Vũ nói, cái phần này nó rất là cứng các bạn. Nó dập bo tròn thế này thật sự nó rất là cứng. Úi giời. Vũ chim là Vũ sợ nó bị chày các bạn. Chày cái nhựa nó không chỉnh được. Chày cái kia có thể sơn lên được, nhưng mà cái này không chỉnh được. Rồi. Lấy đầu này. Quá cứng đi. Chém gì đâu đi, tại vì nó cũng nhỏ mà. Sắp ra đó. Kéo đi, chìm cái nữa rồi vô nha. Rồi, Duy để đó. Rồi, Duy kéo. Rồi, dịnh phía dưới. Duy dịnh phía dưới, tôi dịnh trên đây. 1, 2, 3. Đẩy vô. Đúng rồi. Đó. À. Sắp ra. Rồi, được rồi, Duy, từ. Sắp ra rồi, còn miếng nữa, một xíu nữa thôi.
Duy kéo thẳng hẳn chéo lên 45 độ đi. Rồi, rồi. Ừ, ok nha, hướng đó nha. Từ từ mọi người ơi. Vũ nhét này vô cái nữa là ok. 1 2 3. Đó. Ấy à, rồi xong. Mày. Không sao, không sao. Thôi đi. Chịu thôi. Bám cho kỹ vào đừng để rung rung nó sẽ bung á. Nó bị trơn. Rồi. Cái lỗ nó tè lắm rồi. Thì không sao. Nó ra rồi. Ra 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 rồi. Rồi, ra rồi mọi người. Rồi các bạn thấy không, mình kê như vậy nó vẫn bị muốn rách luôn cái cao su này luôn các bạn. Nói chung là làm video này là ở dưới cũng có nữa. Nó rất là nhiều khớp. Rồi qua bên này nữa. Này nhét vô cái lỗ. Không. Không Duy ơi. Con này nó sẽ có một cái vấn đề. Không phải. Hình như có thể mở ra được nguyên cái đuôi này nè. Đây các bạn ơi. Nó phải mở ra nguyên cái đuôi như thế này. Mở mở ra đi Duy. Có thể là sẽ mở ra được nguyên cái nắp chân á. Đấy. Không có. Không có. Rồi mở cái này đi. Mở thử cái này đi. Này không có đâu, không cứng. Đổ mồ hôi luôn rồi đó. Không có móng. Mà giờ không dám cái đồ này nữa. Ra được miếng này. Có keo. Có. Có một ốc ở dưới đây. Có một con ốc ở dưới đây. Nhưng mà ốc này nó nghĩ là giữ phần chân này nè. Giữ chân thôi, nó liên quan. Chân này nó giữ cái phần này. Nó giữ cái cụm này. Thì mở luôn không? À, thôi từ từ đi. Phần đó tính sau. Rồi nước tháo qua bên đây tiếp. Nghĩ giờ cái này kéo nó sẽ dễ hơn á. Mà bây giờ nó đang bị bung như vậy, cái này cái nắp này ví dụ nó được mở ra thì nó sẽ khác. Nhưng mà nó không được mở ra. Mấy cái chân đó đúng không? Hả? Thì mở thử này ra coi, nhiều khi nó cũng ra. Rồi. Rồi. Okay. Rồi. Ra đúng không? Tại nó có keo á. Chắc ra. Đúng rồi, ở đây có cái ngàm nữa mà. Thì nó đây nó có cái ngàm nữa nè. Có một cái mở chưa ra rồi. Rồi. May là thật, hay có đây coi. Cái này có thể là mở ra nha Duy ơi. À, mở được á. Kéo ra. Xong lấy gì kê vô. Thử kéo mạnh coi. Khó lắm. Ra. Biết nó ra. Nè. Lấy cái nhanh nhỏ nè. Ồ ra Duy ơi. À. Cụm này ra Duy ơi. Thì là phải lấy từ phía dưới rồi. Chạy hết rồi. Xót quá. Rồi. Có dễ cái gì chim cái này nảy lên. Này bắt buộc là phải bị móp keo rồi. Rồi. Nhỏ quá, khe nó hẹp quá. Ừ. Đó, ra đây. Kiếm gì chim vô cái. Kiếm con dít kìa. Dít dẹp kìa, đầu dẹp kìa. Ừ đúng rồi, lấy cái đầu dẹp kê vô. Chọt vô cái. Thả ra. Rồi. Ok. Rồi, tiếp tục bên này. Này bánh xe. Bên này. Ừ. Rồi. Này giống như làm bánh xe vậy. Rồi, chim vô. Rồi. Chung là tương đối chạy lo nhiều quá các bạn. Gỡ con này ra là cả vấn đề các bạn ơi. Không đơn giản đâu. Rồi, thả đi. Ủa, chạy hả? Chạy.
Không, chỉ cần nảy ra đã ra luôn à. Kéo mạnh ra. Ừ, ok đi. Được không? Đau tay đúng không? Rồi kiếm thế lại đi. Ok chưa? Kiếm thế lại đi. Đau không? Đau. Được không? À dạ. Sao nó cứng quá ta? Cái này có nào mở được không ta? Theo cái cảnh đó. Lấy lưỡi dao. Lấy dao đẩy lên đó. Sợ có ốc trong đó nữa. Nếu mà trong đây có ốc là nãy giờ mệt mỏi rồi. Hên là chưa nãy. Nếu có ốc rồi là chưa chơi lớn. Rồi à, đúng luôn. Có ốc. Rồi các bạn ơi, chúng ta phải lột luôn cái này các bạn. Cái này không phải là một miếng thép không nha các bạn, mà bên trong này là đây như vậy, phải nó có ốc. Và để mà lấy được cái phần lưới ra, tại vì cái lúc mà mở cái phần mặt lưới trước các bạn, thì Vũ thấy ở đây nó có ngàm dưới nè các bạn, đây các bạn, thì không thể nào nếu có ngàm dưới như thế này á, thì không thể nào giật thẳng ra được, nó đã bị khóa trên và khóa dưới rồi, nên chỉ có mở cái nắp này có thể mình chỉ trượt xuống, kéo xuống thôi. Kéo thôi. Đấy, thì đó, đây là lần đầu kinh nghiệm các bạn thấy mình fail không? Mình để sau này mà xem video này, những anh em mà bảo trì, bảo hành cho khách hàng á, hoặc mình nghĩ chắc chắn nhiều khi luôn cả mấy hãng nó cũng mở ra cũng là cả vấn đề. Thì để mình tìm ra thì rồi ở đây xác định luôn là mình sẽ mở hết tất cả những cái này luôn. Đấy các bạn. Đây. Lột ra. Đây hai ốc rồi các bạn thấy chưa? Đấy. Bởi vì nó là sau khi sức mẻ cái gì đó chúng ta mới có một cái kinh nghiệm. À. Chung đâu. Rồi, ok. Rồi. Này nữa. Rồi mở đi. Các bạn xem video này đừng cho ủng hộ cho Thiên Vũ và team và Duy nha. Làm hy sinh một cái loa để cho mọi người cùng trải nghiệm cũng như là thấy được bên thường thường cái này chúng ta khách hàng end user chúng ta sẽ không thấy được, thường thường chỉ trong hãng những người sửa chữa ta mới biết thôi. Rồi cái này là nãy không có ít vít đúng không? Còn 4 con. Tổng cộng là nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tổng cộng là 10 con ốc nha các bạn. Ở dưới phần chân. Rồi. Mở đi. Rồi. Giờ anh nghĩ còn giờ này nữa, mặt này nữa. Ờ con này nữa. Như vậy là không phải chỉ 10 đâu. Nhiều hơn nữa. Dạ, 12 con. Wow. Như vậy là sau cái video này là Vũ đảm bảo là sẽ có các bạn sẽ mở những cái con sau nó sẽ dễ dàng hơn. Và đây. Khoan nha, nó sẽ có đây, mình khoan dọn bàn cái đi Duy. Dọn bàn đi. Vũ không dám kéo nha mọi người, tại vì mở ra đầu tiên Vũ sẽ lấy cái lưới ra trước đã. Đây. Thì đây chính là cái mặt lưới đó các bạn. Thì như vậy là mình sẽ đúc kết lại một số vấn đề các bạn sau ha. Thì chúng ta sẽ không có phải gịch giống như Vũ hy sinh những cái con này ở đây. Đấy. Mà là chúng ta phải bắt buộc và chúng ta phải mở từ phần chân. Và trong phần chân đó nó sẽ có những cái cụm. Mọi người lưu ý thì sẽ có mặt trước bao gồm cao su và cái mặt nền dán đen nữa, cái phần nhựa đen nữa. Thì sẽ mở ra đây, chỉ trừ hai con này là sẽ không có ốc nha mọi người ha. Chúng ta không cần phải gỡ hai này ra. Đấy, tất cả chúng ta phải lột ra hết. Đó, và khi mà lột ra những phần đen này chúng ta đôi khi cũng sẽ bị những dập như thế này. Và khi dán vào nó cũng có nhiều, rất là nhiều khuyết điểm. Thì những khuyết điểm này chúng ta có thể dùng búa mềm chúng ta dọn để cho nó phẳng là thôi. Nhưng thật ra chỉ là tối ưu thêm thôi, chứ thật ra nó cũng không thể nào phẳng là 100% như ban đầu được. Cái này chúng ta lấy dao bọc giấy thì chúng ta sẽ tốt hơn. Rồi, và đây là cho các bạn xem, đây là phần driver loa. Đây, đầu tiên là phần y căng đây các bạn. Các bạn thấy phần y căng cứng không các bạn? Rất chi là cứng luôn các bạn. Đấy. Các bạn thấy không? Nó rất là cứng. Cái phần bo này Vũ đợt trước Vũ đã review các bạn, như nãy Vũ mình kéo nè. Cái phần khớp mà nó bo này nó rất là cứng, nó có những cái đoạn dập á. Cực kỳ cứng ngắc. Không méo luôn các bạn.
nó chỉ quát cái chỗ này, quát cái này do cái lực mình quá lớn, cái lực kéo nãy các bạn quá lớn đi. Đấy, thì tất cả những cái viền ở ron đây nó đều có những cái cao su đệm. Cao su này thì để chống những cái âm thanh bởi những cái phần cứng với nhau, để tránh cái loa khi mà hoạt động ở cường độ lớn thì nó tránh ra những tạo âm cạch 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 hay là những tiếng động ngoài ý muốn. Rồi, ok, và Vũ sẽ để phần lưới ở đây. Và trước mặt các bạn đây là phần driver loa. Đây, đây là những góc ngã. Thì ở đây là nó sẽ có 3 driver mid 2 và một cái driver bass ở đây. Đấy, và ba cái driver này các bạn thì nó giống thật ra driver của Bow những cái dọn mà Column Array á, luôn cả L1 Pro 8 cho đến 16 hay là từ thời mà L1 mà Compact hay là những cái F1 812 thì cái driver loa nó có một phần cụm như thế này. Nó thiết kế đều giống nhau. Rồi, bây giờ thì để trước khi mà mở driver loa này mình sẽ nhờ Duy mình, tại vì cái này các bạn nó sẽ dính cái mắt xích của phần sạc ở đây nên mình sẽ không có mở này ra, mà Vũ sẽ ưu tiên sẽ mở cái phần này ra trước để cho nó rộng rãi ra, rồi sau đó Vũ sẽ mở tiếp. Rồi Duy mở giúp giùm Duy ha. Đây, như Vũ ban đầu như Vũ có một phần đánh giá chính xác là 4 ốc này, tức là nó nguyên một cái nền luôn nha các bạn, nó sẽ có nguyên một cái nền luôn. Đây, tổng cộng nó 1 2 3 4 nhân đôi là 8, với lại hai con này là 10 con, và riêng với hai con phần dưới, phần dưới này là nó giữ phần dưới như nãy Vũ mở hai con này nè, là vậy của phần này nha các bạn. Đấy, nói chung là hệ thống ốc nó ở đây 12 con, bốn con thay góc nhỏ nhỏ. Đúng rồi 12 con rồi mở hết đi Duy. Cái phần ốc này á, những cái phòng mà ốc mà đi thẳng hoặc đi lên á là nó sẽ là cái phần này, cái nôm na là cái phần chính của cái loa này, là chính là cái phần này các bạn. Phần này là phần trụ, nó là phần nền trụ chủ động nhất vì nó sẽ kết cấu được với lại cái phần lưng, phần đáy và phần trần đó, phần trên. Các bạn thấy cái kết cấu đó ha. Rồi đối với cái cụm ba này các bạn, cái cụm ba này bạn quay từ trên xuống sẽ thấy rõ hơn. Thì với cái cụm ba này á, thì nó sẽ có một cái cụm ba này, nó sẽ có 4 con ốc ở vị trí này. Đấy các bạn, 4 ốc ở vị trí này, chúng ta phải dùng con vít dài chúng ta mới lấy được nha các bạn, lấy cái đầu dài hơn đó chúng ta mới lấy ra được, rồi sau đó chúng ta mới lấy được driver bass. Rồi đi mở đi. Rồi hai con này nữa các bạn, còn hai con này nữa là hai con này là con này là phần thân của cái nắp trên này các bạn. Còn con nào nó bên đây nữa Duy ơi. Các bạn thấy cái phần trên của các bạn, cái phần trên này, cái phần này làm rất là đẹp các bạn. Nôm na cái này là dập đúc nha các bạn, chứ không phải là hàng ghép nối. Cái phần nguyên cái cụm này nè, họ đúc luôn liền, nó giống con Apple S1 812 ngày xưa mà Vũ đã có gỡ cho mọi người xem á. Nó đúc luôn, hẳn luôn. Đấy, bây giờ Vũ có thể lấy ra được nè, bây giờ bị vướng. Wow, bên trong tương đối là đẹp nha mọi người. Mọi người chờ cái cảnh Vũ lấy bên trong ra, và bây giờ trước mắt thì chưa lấy ra được đâu. Ở dưới cái chấu này, dưới cái chấu này nè, cái chấu này có cái đường mở không? Rờ coi. Đây, có đường mở không? Rờ coi. Không, chỗ này không có đường mở. Lấy cái chân ở trước đi. Rồi, lấy phần chân ở trước. Đây. Cái nắp trên đó. Còn vướng gì ta? Nắp trên còn vướng, tại vì nắp trên nó sẽ lấy phía sau. Ở bên trong. Nó nằm bên trong, sợ mở bên trong. Ừ. Giờ mở cái mặt ra trước đi. Mặt này ra trước đi. Từ từ. Nói chung là đúc luôn các bạn. Đây, từ từ nha Duy, để nó coi bị vướng cái gì. À, nó còn bị keo các bạn, không phải là bị vướng dây đâu. Đây, khá là lưới bảo vệ. Rồi, ok, tới đây là bị dây rồi các bạn. Rồi xong luôn các bạn ơi, mình thấy nó bị bung một sợi dây này luôn rồi, bị bung một socket rồi bạn. Mà socket này không biết phải nó là dây gì là gì, mình không biết luôn các bạn ơi. Mà cái dây này giống như tín hiệu mát là sao các bạn. Từ từ. Mở cái lưới ra. Từ từ.
một à, dây mát đây rồi, đây dây nguồn, dây nguồn nó đã khóa rồi không mở được. Còn dây này là dây của bộ à, cái này là phần chân, này là phần anten, cái này phần anten, đây là phần bluetooth, phần bluetooth à, đây là phần bluetooth, đây là dây mát đấy. Ok, ở đây có một dây rồi. Đây các bạn, bạn có thể xem bên trong được các bạn, kết cấu của nó rồi bạn. Đây là phần bo các bạn, mình sẽ mở các bạn xem được cái gì thôi. À, mình biết cái dây nó rớt từ đâu rồi. Cái dây socket này nó nằm ở chỗ này, nãy mình mở ra nó khít quá. Rồi thì đây chính là cái phần cơ cấu bên trong. Bạn có thể quay cái rearm đây nè, đây mình quay cho các bạn xem. Đây những cái tem của nó nè, phần nhựa nè, à, và phần nốt của nó. Cái này là cái phần kiểm định đó các bạn. Năm nay những cái phần nó check từng mọi thứ và nó sẽ có được đánh dấu trong đây. Còn đây là phần lưới bảo vệ. Đấy. Phần mát. Cái lưới này mình mở được nha các bạn. Nhưng mà tại vì tránh rầm rà mình mở nhiều quá nên mình sẽ không mở. Đây phần mở mình sẽ bốn ốc, mình sẽ mở luôn được cái lưới bảo vệ ở đây. Vẫn được nha. Mình lấy hoàn toàn cái nắp ra được. Nhưng mà nó sẽ mở hơi nhiều ốc và lắp lại sẽ hơi cực. Rồi. Ok. Bây giờ cái phần mình rất là rồi, mình sẽ lấy cái phần củ loa ra cho các mọi người xem, mọi người thấy bên trong không? Đấy. Cái kết cấu loa nè, con này cũng tương đối to các bạn, so với driver này con tương đối to. Đây. Rồi, nó có đầy đủ những cái tem seri, cái chất của Bose hồi xưa, giờ các bạn nó có tem thôi. Còn mặt này nó không có dán Bose đâu các bạn. Đó. Một phần bo của nó đây. Dây tương đối, nói chung là về phần nhựa mình đánh giá rất là cao luôn các bạn. Nó khá cứng cáp ở bên trong này các bạn. Từ phần nó có những cái điểm đánh giá chất lượng từng phần đây nè. Cái tem nè các bạn. Thấy chưa? À, những cái bản check của nó từng phần. Rồi. Ok, thôi bây giờ mình cất tạm đi để mình mở driver lo các bạn xem bên trong cho nó dễ hơn. Rồi, mở đi cho nó bừa ra luôn đi, không sao lát ráp lại. Để xéo góc rồi. Góc phủ. Rồi, không mình không cần phải mở góc phủ gì đâu. Đầu tiên mình sẽ mở một cái driver thôi. Duy, mở giùm bốn driver này đi. Ừ, bốn driver đó. Duy sẽ mở giúp các bạn này, phải chọt sâu vào. Rồi. Rồi để đi Duy. Rồi để đó, cài đó, không sao. Và đây là phần đầu nha các bạn. Đây là phần trên, cái lỗ hơi của cái combo á, nó để trên thường để nó tăng cường đi cái độ dày của tiếng mid các bạn. Độ lô các bạn. Còn đối với những con loa như củ gỗ hay những cái nào mà to quá, thường thường nó sẽ có thể là để phía dưới. Rồi, và đây là chính là cái con dây. Và con này nó bị dính chung cái này rồi nên mình không có lấy ra được các bạn. Tất cả những con ốc đây là đều bằng size với nhau hết nha. Nó không có con nào khác size cả, đều bằng size với nhau hết. Rồi đây các bạn. Đấy, nó đấu từng cụm. Đây, ba driver lo. Rồi, cái đây là dây mid 2, rồi dây bass đây. Giờ mình sẽ mở một củ cho mọi người xem, tại vì cái củ này Vũ đã mở cho mọi người rồi. Mở ra luôn đi, một con thôi. Ở đây nó sử dụng dít IKE, riêng con này nó sử dụng IKE. IKE. Mở một con cho mọi người xem nha. Nói màng gân ở đây các bạn, vải ba gân gân giấy. Một con rồi vô. Mở một driver rồi tiếp. Đây, cái driver này là vít nó sẽ ngắn hơn. Lấy cái đầu bự hơn để cho tương không đỡ bất tương. Vẫn chạy. Rồi còn con mở luôn đi Duy ơi. Nhìn đó. Ok. Đảm bảo là phần này nó cũng sẽ có keo. Bô nó quá quen thuộc vào những cái bố cục của nó rồi. Đấy các bạn. Đó. Đó. Được chưa? Đó nó driver nó các bạn. Driver này nó sẽ không xịn bằng như bô L1 Pro 8. Đó, nó mỏng hơn. Đó. Gân của nó nè, một gân nè các bạn. Hai gân nha các bạn, không phải một gân nè, hai gân. Đấy. Đó, các bạn xem đi. Đó, driver nó có những cái bông poly như thế này để tiêu âm trong cái phần. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy. Và nó xuyên qua như thế này. Đấy. Các bạn xem, bạn hơi quay cận cảnh, zoom cận cảnh luôn với mình. Nó có những cái tem
mà code của series của những cái Raveler rất là đẹp đúng không ạ? Rồi ok chưa? Rồi mình gắn, để lại gắn lại này luôn đi Duy, cho nó gọn Duy, để lát nó không rối óc lắm. Rồi mình sẽ mở cái driver pad cho các bạn cùng xem. Rồi để Vũ gắn lại nha mọi người ha, chờ Vũ xíu. Thì những cái phần ROM này các bạn, như Vũ đã chia sẻ các bạn á, là thường nó hay kê như vậy lắm, để cho những lúc mà hoạt động cái cường độ lớn nó không có bị tạp âm nhiều á. Này năm nay nó các bạn ngủ ROM cao su thôi, giống như là cái ROM xe đạp, ROM ống nước thôi. Rồi ok. Con này là Vũ sẽ không có bán đâu các bạn, nên nhiều khách hàng hỏi là Vũ review xong có bán này không. Thật ra mấy con này thì Vũ không có bán, Vũ để ít nhất xài khi nào mà cái sản phẩm mà cái hãng nó ngừng sản xuất á thì Vũ để chân luôn, để xài luôn, chứ ít khi nào mà bán hàng trưng bày lắm. Rồi ok, xiết lại xíu nữa. Rồi ok. Rồi giờ nhờ Duy mở cái driver bắt ra để có thể sôi được cái bên trong cái họa tiết. Cái chừng chợt chợt răng là bay vô cái màn lo luôn nha. Rồi các bạn thấy cái phần thùng nó đóng hãng làm rất là đẹp đúng không các bạn? Cái phần này nè làm rất là mịn, rất là cứng, gõ vào cái âm thanh giống như là xe, cái cửa xe ô tô, cửa mỏng và cửa vỏ dày á, gõ vào BMW khác mà gõ vào mà Kia nó khác tiếng á, nó y xì như vậy đó. Nên hôm nay cái nào mà nhiều tiền thì nó sẽ gõ dày hơn, còn nào ít tiền thì sẽ gõ mỏng hơn. Ok sao nay bữa nay Sài Gòn mưa suốt rồi các bạn. Đây để Vũ mở cái driver bát từ 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 Duy. Bùng dây hết giờ lát không biết cắm à. Bớt này kìa. Cái lấy hết chứ. Phải quá. Bớt này nè. Rồi một cái. Ôi giời ơi. Rồi ok, hai cái. Vào đây. Riêng con này nó sẽ để cái driver bow. Đây là cái driver của bow các bạn. Cho cái thước kia. Lấy cho anh mượn cái thước em. Anh sẽ đo cho khách hàng xem. Đây. Vũ chia sẻ các bạn luôn. Đây là hàng xách tay. Đấy. Và Vũ mua để có sớm để review cho mọi người xem. Đấy. Và con này, cái driver này xuất xứ từ ngày 5 tây tháng 1 các bạn. Tức là con này nó đã ra mắt từ hồi 5 tây tháng 1, tới hãng đã đóng rồi, nhưng mà thật ra là họ chưa công bố thôi, tới tháng 5 này họ mới công bố. Đây những driver họ đã chuẩn bị nè, tem của Bow nè. Và rất là nhiều series ở trong đây. Đấy. Con này là series đã chỉ W, Vũ nghĩ này là nó sẽ mỗi cái mã này nó sẽ những ký tự, và mình nghĩ cái Vũ này nó ghi là 80W các bạn. 80W á, củ bát. Nói chung là hãng nó sẽ có những ký tự mình nhìn nhiều chúng ta sẽ biết. Đấy. Ba gân, màn giấy, nón giấy. Các bạn thấy driver nhỏ nhưng mà cái phần con của nó các bạn, phần nón các bạn, nó to nên đánh được âm bass rất là tốt các bạn. Đấy. Ngày trước Vũ có chia sẻ mọi người, Vũ nghĩ là sau phiên bản nâng cấp này nó sẽ tái tạo và nó chọn một phương án là cái phần bow giống như bow L1 Pro 8 hay mấy combo khác á, cái series L series á, thì nó sẽ đánh phần bass là nó đánh phần gân cao su. Thì nếu mà nó chuyển đổi theo cái gân cao su này á, thì nó sẽ cho cái âm bay cũng như là cái tiếng bass nó sẽ sâu và nó mềm hơn và nó quy lực hơn. Nhưng phiên bản này thì họ không thay đổi, họ vẫn giữ nguyên là phiên bản màn giấy ba gân. Thì nó sẽ tốt cho cái việc là cái tiếng mid và tiếng high nó rất là đẹp. Và tiếng low của con này thì như Vũ chia sẻ cái video so sánh lần trước thì nó bị hẹp ở không gian nên cái phần bay nó sẽ không bằng cái con series cũ, nhưng mà phần mid và phần high nó rất là đẹp tiếng và nó thoát hơn rất là nhiều so với phiên bản cũ. Đó, chúng ta hãy nghe nhạc, chơi guitar hay hát acoustic thì phiên bản mới là rất là tốt, nhưng mà nếu mà những khách hàng mà mua về thường xuyên chơi những cái thể loại mà IDM hay là âm bay nào cao á, thì hoặc là
gu mà thích nhạc âm bay tốt sâu mềm á thì nên chọn series cũ đó. Vũ review thì rất là rõ ràng, còn cái gu khách hàng như nào thì chúng ta chọn đúng cái series mà chúng ta đúng cái gu các bạn nha. Rồi đây là phần driver bass mình up đến đây cho mọi người đây. Rồi bây giờ mọi người xem bên trong cái phần bo đây các bạn, đây là phần bo. Vũ không mở gì sâu thêm các bạn ha, thì phần bo này đụng nó mệt mỏi lắm các bạn. Đây nó cũng có tem mát display của nó đầy đủ đó. Đây là những cái cụm màn hình led các bạn, cái cụm này cụm màn hình led các bạn. Đấy cái màn mà bạc bạc và có mã code này nè là màn hình led, và nó có hai ống hơi, hai ống hơi nó đi hình ống hơi chữ G các bạn, các bạn thấy không, ống hơi nè, tức là phần bass nó đánh vô đây và nó lấy hơi, nó lấy hơi từ đây và nó chạy ngược lên. Chứ nếu mà cái ống hơi này mà nếu mà thằng thẳng đứng như vậy thì cái sự cộng hưởng cũng như là cái lực hơi á, nó sẽ bị táp ở trên cái góc trên này thì nó sẽ không đẩy ra cái lực hơi tốt hơn, mà họ định hướng được cái ống hơi như thế này giống như những cái con bow sao, những cái con sao ba các bạn, thường thường nó rất là nhỏ nên họ bắt buộc là phải tạo một ống hơi, ống dẫn để sau mà hút hết được cái nội lực từ cái amp bay đánh ngược lại để đưa ra ngoài để nó tái tạo cái amp bay tốt hơn và nó sâu hơn đấy. Đó. Rồi ở trên đây là bo mạch gì đây nè, ở trên đây chắc là Vũ nghĩ là bo bluetooth các bạn, bo bluetooth ở trên đây nè, trên phần này bạn có thể quay từ hướng này đấy, phần này phần bo bluetooth có thể, tại vì nó để trên đầu để mọi người có thể kết nối. Cái bluetooth của bo thì nó cực kỳ ổn định và Vũ đánh giá điều đó, nó khoảng 15 đến 20 mét rất là tốt đấy. Và nguyên cái form này họ chỉ lót chỉ đúng một tấm này thôi các bạn, để mình lấy ra được không, lấy ra được, để mình lấy ra luôn chưa, chơi luôn, lát nhát này nhát lại được mà đâu dán keo. Đây. Đây là tấm này, tấm này để xử lý âm các bạn, triệt bớt những cái âm mà tạp. Các bạn biết cái tấm này á là nó xử bớt âm tạp, là cái âm nôm na là cái âm thanh mà giống như trong phòng các bạn, giống như trong cái phòng của bạn, là giống như cái phòng mà bị vang quá đó các bạn. Nếu mà bị vang quá thì âm nó sẽ rất là nhiễu và rất là loạn, và họ cần những tiêu âm như thế này để loại bỏ đi những số âm tạp và chỉ đưa ra những cái âm tròn nhất và nó gọn gàng nhất, chứ nó không có bị nhiễu loạn cái về cái âm ở bên trong thùng. Thì cái này gọi là cái xử lý âm ở bên trong nội tại của cái thùng loa các bạn, trước khi mà đưa ra ngoài. Thì các căn phòng của chúng ta cũng nó y tương tự như vậy, thì mọi người có thể hình dung và mọi người có thể hiểu hơn. Thì việc mà lắp loa hay không á, nhiều bạn sẽ không có để ý về cái việc mà loa cái việc mà đóng thùng, chỉ cần thùng chúng ta thay đổi kích thước nè, thay đổi cái độ dày của ván nè, rồi thay đổi cái bố cục của ván nè, là cái âm thanh nó đã khác hoàn toàn rồi các bạn. Chứ không đơn giản là cái loa cứ gắn cái cũ loa vào, gắn vô bất kỳ cái thùng nào đó là loa nó hay đâu. Thật ra là ta đã tính toán hết mọi thứ các bạn, luôn cả đặt cái này, đặt tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trong cái thùng này nữa, còn tính toán rất nhiều thứ. Người ta có thể đặt nửa tấm này nhưng mà người ta test, người ta tune không đạt, người ta đặt thêm 20% độ dày nữa vẫn không đạt, người ta đặt đủ thì người ta cũng sẽ có sự tính toán hết. Đấy, Vũ chia sẻ góc nhìn của Vũ thôi, các bạn thấy hợp lý thì cho Vũ một like, còn không hợp lý cho Vũ một cái dislike đơn giản. Rồi ơi, mở nghiêng nghiêng con Duy để nhét, thì Vũ sẽ thôi từ từ để Vũ coi cho các bạn ha. Đây các bạn, thì đây cái phần nguồn đây các bạn cũng đã thấy hết rồi các bạn. Đây là ba cái màn hình led nè, Vũ đã rọi vào rồi cái phần led ở trên đây, còn dây này là cái phần dây của con này gắn đây, mình không biết để nói sao các bạn dễ hiểu, tại vì rất đó. Còn đây là cái râu công suất, đây là công suất của bass. Rồi này là sức của driver bass, còn dây này đấu vào đây, tức là đây là nguồn công suất, đây là cái con bộ nguồn công suất bao gồm cả nguồn điện và công suất loa. Các bạn thấy không, các bạn bên trong nó cũng sức keo vẫn tùm lum hết các bạn, nhưng mà nhìn nó rất đẹp. Thật ra nó sức keo thì vậy, thật ra nó nhiều bạn nói bảo sao sức keo mà nó thưa thớt quá, thật ra cái keo này nó giữ để cố định cái thiết bị khi mình vận chuyển các bạn, tránh bị nhiễu nữa. Rồi ok, nó đẹp. Đây phần pin là mình gắn ở đây các bạn đó, mình nhìn vô đây, phần pin gắn đây, phần nguồn gắn đây. Như vậy các bạn thấy sâu bên trong cái phần con này không, hầu như con này là được đúc hoàn toàn. Và mình muốn mở cái này ra, chúng ta phải mở cái phần này thì chúng ta mới lấy được cái phần bo ra, tức là chúng ta chỉ lấy được từ trong giật ra ngoài chứ chúng ta không thể mở từ bên trong ra. Ok, đây là bản bo điều khiển đó. Đây bo điều khiển, bo màn hình led đấy, đây là màn hình led. Cái dây Vũ đây là dây dây của bản bản điều khiển các bạn, dây nguồn của bản điều khiển nha các bạn.
để cấp nguồn. Cái bo này nó sẽ cấp nguồn cho bảng điều khiển này cũng như là tín hiệu mọi thứ. Còn cái từ cái bộ bo tín hiệu này nó sẽ dẫn truyền qua cho bo màn hình hiển thị màn hình LED cũng như là những cái nút như là volume đó, các kiểu. Thì volume là nằm đây luôn các bạn. Đây, cái bo này sẽ là volume và màn hình. Còn cái bo này là những cái bo hiển thị như signal rồi nguồn rồi tham số trên đây. Đấy, các bạn thấy dây dẫn này, dẫn vô đây. Ok. Rồi, và nó có DSP các bạn. Đây, mình phải cho bạn coi DSP. Bầu làm gì để cho mọi người có thể tham khảo. Quay hướng này nè cameraman ơi. Bạn có thể zoom cận cảnh cái DSP mình giúp mình cái chỗ này nha. Đây. Nó còn DSP của nó đây nè. Đó. Đây, để mình zoom cho. Để Vũ zoom cho các bạn. Đấy, các bạn thấy được gì không? Nó hơi mờ các bạn. Điện thoại nó hơi cùi. Đây. Rồi. Đây là con DSP chính của nó nè. Ai học gì ai chơm gì chơm nha mọi người. Rồi, ok, thôi. Ok, giờ mình sẽ rồi, ok, được rồi, video kết thúc ở đây. Ok. Cảm ơn các bạn đã cùng Vũ theo dõi hết cái video từ cái kết cấu bố cục của cái loa này. Thì mình nghĩ cái video này cũng tương đối là hữu ích cho những khách hàng, những bạn đang follow kênh của Thiên Vũ. Thứ nhất là về đam mê, thứ hai là những bạn mà cũng có kinh doanh, những bạn đam mê về, chúng ta có thể học hỏi thêm từ những nhà hàng lớn về kết cấu, về bố cục, về vật tư, về cái linh kiện bên trong. Thì chúng ta có thể học, chúng ta có thể khai mở, cũng như là chúng ta học hỏi được nhiều hơn, nhiều thêm kiến thức. Nếu video này thấy hay, đừng quên ủng hộ cho Vũ và like và share cho Vũ nha. Vũ sẽ làm nhiều video hay hơn cho các bạn. Và Vũ còn nợ các bạn một cái video về mở cái con Electro Void để các bạn có thể so sánh. Thì hẹn các bạn trong video gần tới. Đừng quên bấm like và subscribe channel của mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.